tôi thích ngắm gái, thằng con trai nào thì thích ngắm gái. Suốt những năm cấp 3, tôi thường dành buổi ra chơi ngắn ngủi để ngồi ngắm các cô gái của tôi. Bạn có thể đổ lỗi cho testosterone nhưng mà không, hoàn toàn là vì mục đích khoa học. Cô gái lúc nào cũng đẹp, nhưng ở cái ngưỡng cấp 3 thì đẹp hơn cả. Bớt 1-2 tuổi thì là trẻ em, thêm dăm 3 tuổi thành phụ nữ. Hai độ tuổi kia đều đẹp nhưng mà tôi đang nói đến vẻ đẹp của con gái. Con gái đẹp thế nào á? Ui dùi ui, đó là vẻ đẹp mà không đỡ động tới hoặc không dám động tới. Vẻ đẹp con gái không phải là tỷ lệ vàng chuẩn mực, không phải là mũi cao, da trắng, mắt đen và tất nhiên không phải là thân hình ngon, họ nhầm thon, gọn, vòng nào ra vòng đấy. Cái đẹp của con gái nằm ở những thứ rất bình thường, những thứ không để ý mà thường không để ý mới thấy nó đẹp. Đó có thể là vẻ đẹp từ những nếp tóc gọn gàng, từ những nụ cười mảnh rẻ hay dáng đi nhẹ nhàng, êm ái, hoặc đôi khi không vì gì cả. Có những người tìm mãi không thấy cái nguyên nhân tạo nên vẻ đẹp của nó. Khi tôi nói đẹp, tức là đẹp, chứ không phải là vẻ bề ngoài. Thường thường thì vẻ đẹp thật sự phải mất nhiều thời gian để nhìn ra chứ không phải ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhiều đứa bề ngoài rất hoàn hảo nhưng tiếp xúc lâu thì em ghét nhất cuộc đời là lúc quần áo sai, em lại ghét lúc quần áo thế. Vì cái việc là vô bổ dã man ấy, đằng nào bỏ ra chả phải làm. Nhưng cũng có những đứa đẹp từ ngoài vào trong, kiểu con gái này thì ít và xứng đáng được coi là thiên thần. Ngắm gái là một thú vui tao nhã. Còn gì thích hơn việc thấy sự tươi trẻ của tuổi thanh xuân, cảm nhận hương mùa hạ, ngắm nụ cười ấm áp như nắng mùa thu và gương mặt giá rét như mùa đông. Bọn con gái có một thứ mà không đứa con trai nào có, đó là sự kín đáo. Tôi thích con gái mặc áo dài mặc dù mấy đứa bạn tôi từ cấp 3 chẳng đứa nào thích. Khi mặc áo dài, con gái có tất cả những điều tôi nói ở trên. Con gái có thể có cá tính, có thể mạnh mẽ, nhưng con gái sâu bên trong luôn là con gái. Vì khi bạn nhắc đến thứ con gái, tức là bạn nhắc đến cặp tính sắc thể XX, tức là bạn nhắc đến estrogen chứ không phải testosterone, và cũng có nghĩa là bạn nhắc đến tử cung và buồng trứng. Cho nên bất cứ khi nào bạn nói cô gái đó thiếu nữ tính, không xứng đáng là con gái thì nghĩ lại đi nhá. Tôi biết con gái đẹp là do mục đích của tiến hóa, con gái đẹp là để đảm bảo sự tồn vong của xã hội loài người, và tôi biết cái vẻ đẹp của con gái như là một thứ bùa mê không hơn không kém để hấp dẫn lũ con trai chúng tôi ngay từ những ngày đầu tiên của nhân loại cho đến ngày con người chút hơi thở cuối cùng. Nhưng tôi biết mình là một con người nhẹ nhàng và lãng mạn và đẹp trai, nên tôi viết lại những câu như thế này: con gái đẹp là vì trên đời này có con trai, nhưng con gái tầm tuổi này thường không dành cho con trai. Con gái bay nhảy tự do, bọn nó như những cánh hoa bổ công anh vào một buổi chiều đầy nắng nào đó, cứ bay lờn vờn trước gió nhưng sẽ không bao giờ để bạn đưa tay ra bắt được. Nhiều thằng bạn tôi đã cố làm điều đó nhưng sau đó chúng đều thất vọng, là bọn nó bị tổn thương hoặc bọn con gái bị tổn thương hoặc cả hai đều bị tổn thương, và sau khi bị tổn thương bọn con gái không còn đẹp như trước nữa. Quả là một tội ác. Cũng vì như vậy nên tôi e dè khi tiếp xúc với con gái. Tôi cũng từng làm tổn thương ai đó, cũng từng bị ai đó làm tổn thương, nên tôi biết. Tuy vậy không phải đứa con trai nào cũng biết điều mà tôi biết. Và từng giây phút trôi qua, vẫn có những thằng lao đầu vào mấy thứ tình cảm như thiếu thân, lao đầu vào lửa, như người ta thấy đèn đỏ nhưng vẫn vượt vì một chút vội vàng mà có thể đánh mất nhiều thứ, thậm chí là cuộc đời. Ngắm con gái, tôi nghĩ đó là một việc vô thưởng, vô phạt. Trừ việc nhiều khi bạn bị nghi oan là một tên biến thái đó, hoặc là bị liên tưởng đến một dạng nhân vật trong cuốn sách nữa đó như là Lolita chẳng hạn. Điều đó không quan trọng lắm. Ngắm con gái là một sở thích, giống như ngắm sao hay ngắm trăng, ngắm bầu trời hay ngắm bông cúc dại. Ngắm con gái là một nghệ thuật và đòi hỏi sự kiên nhẫn vô cùng. Người đi ngắm gái có thể tự phong mình là một nghệ sĩ, một người làm nghệ sĩ tự làm ra vẻ đẹp cho bản thân mình. Nhấc mông lên và đi ngắm gái đi, vì mục đích khoa học. Yes, science. Nếu các bạn thích những nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm nút subscribe và đừng quên nhấn chuông bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com. Mình là Summarize và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace.